Hello mọi người, mình có nhận được một cái yêu cầu trợ giúp của một cái chị học viên của bên mình. Nhìn ở trên cái hình này ấy, thì chị đang muốn làm một cái bàn làm việc có cái góc cái này gọi là góc kim cương. Vậy thì chị đã biết vẽ những cái hình vuông hay những hình chữ nhật cơ bản, nhưng mà gặp phải những cái hình dạng như thế này thì chị chưa biết vẽ một cách chính xác. Tiện thể mình làm cái video hướng dẫn chị Thủy thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn mọi người, và để cho mọi người có thể là biết vẽ những cái hình nó phức tạp hơn, những cái hình vuông hoặc là những cái hình tròn hoặc là những cái hình chữ nhật hàng ngày mà mọi người đang vẽ. Ở đây thì mình đang có một cái bàn làm việc kích thước là 1m55 nhân đến 1m21. Đấy, đầu tiên thì tất nhiên là mình cũng đã vẽ nó lên đây rồi. Đó, hình thù nó sẽ như thế này. Thế còn ở bên dưới nó gồm ngăn kéo hay là gồm tủ như thế nào đấy thì sẽ là do chị ấy triển khai. Thế thì mình sẽ làm video để mình hướng dẫn cái mà mình muốn nói đến là làm thế nào để vẽ được những góc này nó chuẩn. Đó, vậy góc này nó chuẩn. Vậy thì bây giờ mình cùng sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật kích thước là 1m55 nhân với 1m21. Thì sử dụng phím R này, kéo ngang một cái như này. Nhập vào bàn phím là 1550,1210. 1210. Ok. Đấy. Ở đây mình được một cái hình như này. Và bây giờ mình sẽ phải tìm ra những cái điểm để vắt góc ở đây. Những cái điểm vắt góc ở đây thì tính nó như thế nào. Mình sẽ xem lại cái hình ở đây. Thì cái đường này là 300. Vậy cái đường này 300 thì cái đường nét đứt này là bao nhiêu thì mình phải tính, đúng không? Thì cái này nó đang nếu mà trong hình học ấy, thì cái này nó gọi là một tam giác vuông cân. Đấy, một tam giác vuông cân. Mà định lý gì nhỉ? Định lý Pythagore thì là bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Vậy bây giờ mình muốn tính độ dài của cạnh góc vuông thì mình sẽ lấy 300 này, bình phương nó lên. Đấy, 300 mà bình phương lên thì nó sẽ là 9.000. 9.000 mà chia cho 2 thì được 4.500. 4.500, mình căn bậc 2 nó ra. Có bao nhiêu nhỉ? 300 này, bình phương này. Ừ, 300 bình phương đó là bằng 900.000. Sorry. Chia 2 này. Căn bậc 2 này thì nó sẽ ra cái độ dài của cái cạnh góc vuông đấy là 212. 212 chấm mấy đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo từ cái cạnh này vào, dùng phím T này. Kéo từ đây vào này, 212, enter. Ủa, nó chuẩn thế, kéo phát ăn luôn à, 212, enter. Phía này cũng vậy, 212, enter. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng phím L này, kéo từ cái phía này ra đây. Đấy, xong bấm vào đây đo xem này, độ dài là 299.8, thiếu mất là 0.2 ly, chấp nhận được đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ E này, mình xóa hai cái góc vuông này đi. Đấy, xóa hai cái góc vuông. Bây giờ mình lại bấm phím T tiếp này. Mình kéo từ cái phía này vào trong đây 600. Đó, kéo từ đây vào 600, cái mặt bàn nó rộng 600 mà nó sâu 600. Rồi, ok. Thì chỗ này mình cũng sẽ lại nối lại ở đây như thế này. Đúng không? E này, xóa tiếp cái cạnh này đi. Như thế này. Tiếp theo nữa là cái chỗ này vát nên là cái chỗ này cũng phải vát theo. Vậy từ chỗ này mình cũng kéo từ đây ra 212. Ở đây ra 212. Để tìm cái góc ấy, để tìm cái góc của cái tam giác vuông cân này, 212. Ok. Dùng phím L này, nối nó lại, nối lên vào đây. Đó, sẽ dùng phím E này. Xóa cái mặt này, này, xóa cái mặt này. Đó. Như vậy là mình đã có được cái mặt bàn ở đây như thế này. Nhìn nó cũng hơi bị ngắn ngắn nhỉ, nó không tỷ lệ, nó không được những cái tỷ lệ, nó không được những cái hình vẽ này của chị ấy. Chị đang vẽ ở trên đấy là chị vẽ án theo cái hình dung của chị, nhưng mà tỷ lệ thực tế thì nó sẽ ra như thế này, thấy nó cũng hơi tù tù. Ok, nhưng không sao, đấy là cái kích thước thì do mọi người quyết định. Thế còn cái video thì nó sẽ mang tính chất là hướng dẫn mọi người cái cách để mà mọi người vẽ được ra nó. Sau đấy mình còn dùng phím P này, bút nó lên, độ dày ván mình để là 17.5, enter, kích 3 lần này, chọn make group nó lại. Rồi, sau khi mọi người đã có được cái mặt ở đây như thế này nha, mọi người nhấc lên để mọi người làm chân, nhấc lên khoảng chừng 750, khoảng chừng nhé,
không chính nhất thiết chính xác là 750, vì thường cái mặt bàn là cao 750 mà. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lấy một cái tấm ở trong thư viện đây này, tấm hôi này, kéo ra đặt nó vào đây. Đấy, đặt nó vào đây. Từ đây mình kéo xuống 750 mm, là 750 mm đấy. Đấy, xong mình sẽ scale cái mặt này, nó sẽ xuống dưới cái mặt này để tổng chiều cao của cái bàn này hoàn thiện nó sẽ là 750, đúng không? Rồi cái tấm hông này của mình sẽ xoay nó ra phía này, ấn phím Q, ấn mũi tên lên trên để khóa cái trục lại, để xoay theo trục trục Z đấy, xoay nó sang đây, đúng không? 90, gõ vào đây 90, enter. Bây giờ sẽ nhấc cái này nó chui vào trong này, M này nhấc nó chui vào đây. Đấy, ok. S này kéo nó ra phía này. Ưu điểm của cái việc mà dùng cái thư viện ấy, thì khi mọi người ấn chữ S, mọi người không phải lo cái điểm mọi người bắt nó sai hay đúng, vì nó chỉ có mỗi một điểm thôi. Tiếp này, một cái hông bên đấy rồi cho một cái hông sang đây, M này kéo nó sang bên này, đặt nó vào đây. Ấn phím Q này, ấn phím lên trên này khóa cái trục lại, xoay 90, đẩy nó vào trong này. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái chân đứng ở chỗ này, để chân đứng ở chỗ góc này để cho nó đứng nó chắc hơn, kéo ra đây. Chỗ này hơi quan trọng hơn một tí này, đặt cái điểm bên phải này vào cái góc này. Đấy, ấn lệnh Q này, ấn lệnh Q này, ấn mũi tên lên trên thì khóa trục Z này. Đấy, kéo theo cái cạnh góc này, lôi nó ra đây. Đấy, cho nó vào đây, lại bấm lệnh S này, kéo nó lại đây như thế này. Đó, ok. Tiếp theo nữa là làm thêm hai cái yếm, hai cái hậu đấy, để cho cái này nó đứng vững hơn, đúng không? Lại dùng cái này, lệnh Q này. Mọi người thấy là dùng SketchUp ấy thì để vẽ đồ gỗ công nghiệp thì loanh quanh nó chỉ có mấy lệnh, lệnh Q, lệnh M, lệnh S đấy, nó cứ phối hợp với nhau thì nó sẽ ra này, như thế này. Và bây giờ cái yếm này mình chỉ cho cao khoảng 350 thôi. S này nhập vào đây 350 mm. Đó, thế là mình được kỷ yếm. Kỷ yếm đấy mình có thể nhấc từ bên này qua bên này, xoay một góc 90 độ, 90, xoay xong thì scale nó lại. Cái bàn này thì bây giờ mọi người ở bên dưới thì chắc là cái bàn này mà để chống võng thì mình phải có một cái chân nữa vào đây, không là cái mặt bàn này nó bị võng ở giữa mắt. Rồi đấy, thế là xong xuôi rồi. Thế bây giờ mà muốn cái mặt bàn này mà muốn khấu cái chân này một chút, đúng không? Tại vì thì mọi người có thể tụt lại như này, tụt lại vào đây, thế này cũng được, đúng không? Mà muốn khấu thì đẹp hơn, khấu thì sẽ đẹp hơn. Muốn khấu thì mọi người sẽ bấm vào cái chức năng dán chỉ trước để cho nó phá cái component này, thì mới dùng sử dụng đến cái lệnh khấu ở đây được. Lệnh trim này bấm vào đây, ấn OK này. Đó, lúc này thì tất cả những cái này của mình nó sẽ trở thành group. Sau ấn phím cách, bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái thành hậu này trước, bấm vào cái công cụ khấu và công cụ trim này, bấm vào cái thanh cân khấu. Đó, thì lúc này mọi người sẽ được cái tấm nó như thế này. Đấy, cái tấm nó như thế này. Đó, thế thôi, mọi việc nó tương đối là đơn giản. Cái chỗ này nhé, cái chỗ này thì nó đương nhiên là phải chém bằng tay rồi, chém bằng cưa, tay không chém được. Đấy, ở cái chỗ này thì mình có vẽ nó dư ra một chút, đến lúc mọi người sẽ cho lên cưa bàn trợ mọi người chém bớt cái góc này đi, đúng không? Vì cái góc này là góc vát mà, máy CNC nó sẽ không làm được cái cạnh vát. Mặt vát thì nó làm được, cạnh vát thì nó không làm được. Bây giờ kiểm tra lại kích thước một chút nhá. Đấy, đó, kiểm tra này, kéo từ đây này qua đây này. Đấy, 121 rồi đúng không? Kéo từ đây này ra đây này, 1m55. Kéo lại này, khóa cái chút màu đỏ lại. Đó, 1560. Chiều cao mặt bàn thì chắc là sẽ là 75. Đi một thiếu rồi. Đó. 747. 747 là thiếu 3 ly. Thiếu 3 ly thì put lên 3 ly. 3 ly enter. Đó. Ở đây nó thừa một cái viên. Thừa cái viên này, xóa nó đi. Ba cái ốc này. Scale S này. Bắt vào điểm giữa này, kéo nó xuống. Kéo bắt vào cái điểm này. Đen một cái, mà cái viên này đi. Cái viên này là cái thừa ở trong thư viện ấy. Đen cũng được, không đen được, nó không có tác dụng gia công nên là không lo.
Đó, bây giờ mình sẽ đưa một cái mặt bàn cao Đỡ 750. cái lai Đó, dao được. ok. À, thì Đấy không, video ngắn gọn như vậy, hy vọng là nó có thể giúp cho mọi người biết cách để vẽ những cái hình hơi phức tạp hơn so với những cái hình cơ bản một chút. lai dao được Cảm ơn mọi người trên đã cao xem đến kia. cuối video.